con của mình nó là con trai hay con gái? Trời, hỏi gì kỳ vậy? Khó khăn là mình mới có một đứa, dĩ nhiên là thích con trai rồi. Ha, tự nhiên trai lỡ ví dụ mà nó ra con gái rồi sao? Thì mình làm thêm đứa nữa. Đứa nữa không khỉ bóng xì á, mấy năm mới được một đứa. Chào anh chị. Chào bác sĩ. Đây là kết quả siêu âm của anh chị ha. Bây giờ tôi sẽ kê thêm thuốc cho bệnh nhân. Trời ơi, có hình siêu âm luôn nè. Cái ghế của anh là cái lỗ mũi giống anh đó. Bác sĩ, đây là con gái anh trai vậy bác sĩ? À xin lỗi anh, nguyên tắc của bệnh viện thì không thể tiết lộ được giới tính của thai nhi à. Tôi hứa với bác sĩ luôn, bác sĩ nói tôi nghe đi, dù là con gái hay con trai gì tôi cũng yêu thương nó như nhau hết á. Nói cho tôi biết đi. Anh thông cảm, nguyên tắc thì là nguyên tắc, không thể tiết lộ được à. Bác sĩ không nói thôi, tự coi luôn. Con trai nè, có che ớt tôi nhìn thấy rồi. Tôi có con nối dõi tông đường rồi, yeah. Con trai, che ớt. Anh vừa làm cho tôi mượn lại. Chú giỏi quá à, thương quá đi thôi. Con mừng ra mặt con rồi, con ham con trai lắm mà. À tôi biết rằng anh đang rất là hạnh phúc. Đúng rồi. Nhưng mà tôi phải nói với anh điều này, nó không phải là con của anh. Bác sĩ giỡn hả? Nó không phải là con của tôi. Anh ơi, anh... Tôi sai rồi sao? Anh ơi, tôi đã sai rồi. Tôi sai thì có một người vợ như cô. Không, anh phải tin em. Cái này là con của anh mà, bác sĩ. Nên cái gì vậy tôi không hiểu. Anh ơi, anh bình tĩnh đi. Cái gì cũng phải từ từ, anh nghe em giải thích chứ. Bác sĩ ơi, sao mà bác sĩ có thể nở lòng nào mà phá hoại hạnh phúc gia đình người khác vậy được chứ? Tôi không phải là người phá hoại hạnh phúc gia đình của anh chị, nhưng mà cái đó là sự thật cho nên tôi phải nói như vậy thôi. Đó không phải là con của anh chị. Nhưng mà tôi khẳng định đây là con của chồng tôi. Tôi chịu đựng hết nổi rồi. Tôi phải ly dị với người phụ nữ này. Anh, cái gì anh cũng phải bình tĩnh, anh nghe người ta nói chứ. Cái gì vậy? Tôi rất hiểu cảm xúc của anh. Nhưng mà anh phải hiểu một điều, đã là vợ chồng thì đương nhiên phải có nhiều sự thông cảm cho nhau, đúng không? Không thể nào thí dụ mà chị ấy sinh là con gái rồi anh ruồng bỏ mẹ con của người ta, đâu có được, đúng không? Nhưng mà đó là con của cổ, không phải con của tôi thì liên quan gì tới tôi? Ủa con gái gì, hồi nãy mới coi hình là con trai mà bác. Dạ thưa với chị, đó là cái tấm hình vừa rồi tôi đưa cho anh chị coi là tại vì ảnh bốc lẹ quá cho nên tôi cũng nhầm. Cái tấm hình vừa rồi là của người khám buổi sáng người ta để quên. Còn đây mới là tấm hình này là của con anh chị. Trời đất ơi, cái gì mà gì mà xót xác à? Nó là con của anh chị. Kỳ cục à. Làm hết hồn. Xin lỗi anh chị. Cái thằng nhà ở đâu vậy ta? Ngoài không ra luôn, kỳ. Chị. Chào ha. Cho tôi hỏi một cái tòa nhà chữ C nằm đâu ạ? Để em chỉ cho anh nha. Anh đi theo hướng mặt trời mọc đó. Anh sẽ tới 4 tòa nhà. Rồi anh bỏ 3 tòa nhà ABD. 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 Rồi. Thì cái tòa còn lại không có chữ nào hết, đó chính là tòa nhà C. Hèn chi sáng giờ kiếm hoài không thấy tòa nhà C đâu hết. Vậy hả? Ủa mà sao nó không có chữ C vậy? Đợt vừa rồi Tết Trung Thu đó, cái có người tưởng cái chữ C đó là mặt trăng, lên trên đó tháo chữ C xuống chơi, tới giờ chưa chịu trả. Ồ, đúng là ở trong này có những việc mà bình thường tao không dám làm, đây làm được hết ha. Ủa mà cô, thấy cô cũng bình thường mà. Sao ở trong này vậy? Bác sĩ chưa cho xuất viện hả? Anh nói gì vậy? Tôi bình thường. Cái sự xuất hiện của tôi ở đây là sao? Tôi là người đem đến niềm vui cho tất cả mọi người, anh hiểu không? À, xin lỗi cô nghe. Tôi tưởng cô là đồng bọn ở trong này. Nó nảy quá. Vì quá ra là cô kiểu ăn mặc vậy cho thời trang để vô diễn cho họ coi ha. Nói vậy tôi giận tôi cắn nó nha. Ôi, mấy cái người mà hoạt động vì cộng đồng như cô á, tôi thả ăn đóng tim luôn á. Trời ơi. Cố gắng trong này làm nhiều việc thiện hơn nữa nha. Cảm ơn cô luôn á. Không có gì. Tôi đi ha. Khoan, quên nữa. Cô biết mấy giờ chưa? Giờ này mấy giờ tôi quên, không có đeo đồng hồ. À muốn biết mấy giờ hả? Chờ tôi chút xíu nha. Ủa gì vậy cô? Cây cao 3 gram, dựa theo chiều dài của bóng đổ 60 cm, dựa theo ánh sáng mặt trời. A bình phương cộng B bình phương cộng C bình phương bằng D bình phương
ta lấy sin cộng đối chia quyền nhân cho 2 nhân cho 3 nhân cho 8. Biết rồi, chính xác. Bây giờ là 11 giờ 30 phút. Ôi, sao hay dữ vậy? Chứ sao? Đo cây ba gan rồi bóng mà biết được bao nhiêu giờ luôn hả? Trời ơi, cái này chỉ là một kiến thức phổ thông đơn giản thôi. Ồ, chắc chắc đúng luôn hả? Ừ. Hay thiệt luôn á. Coi như là bữa nay là tôi nhờ cô tôi được khai sáng luôn á nghe. Trời ơi, anh không có cần phải đề cao tôi vậy đâu. Cỡ quá. Mà hỏi thêm cái nè. Lỡ bữa nào á mà mây nhiều quá kiểu trời bão á, là mình không có đo được bóng này nọ rồi, hay là ban đêm á mình cũng không thấy bóng luôn thì mình biết mấy giờ? Đơn giản thôi mà. Chỉ cần có nó là tôi biết được mấy giờ thôi. Ồ, công nhận. Hay thiệt luôn ha. Có cái đồng hồ biết mấy giờ liền luôn á. Tôi cũng biết cái nhà chuyển xe nằm đâu rồi. Tối nay á, cái kẻ cắp mặt trăng á sẽ trả cái mặt trăng về đúng vị trí của nó. Cảm ơn nha. Dạ, nói về xoay về lĩnh vực gia đình á. Nếu mà trong gia đình mà Lâm Vi Dạ và ông xã mà xích mích nhau thì người nào làm lành trước? Dạ tùy chuyện nữa. Tùy chuyện. Dạ. Ví dụ như mình đúng thì sao? Nếu như mình đúng thì chắc chắn mình không phải là không người làm lành. Xin lỗi đúng không? Dạ, đúng rồi. Còn nếu mình sai? Mình sai thì mình phải xuống nước chứ. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà khi mình cố chấp mình không xuống nước thì sao? Không, cái đó thì em lại không có cái tính đó. À. Nếu như em sai thì em sẽ xuống nước. Ồ. Bây giờ thử kể một cái lần nào đó mà cãi nhau một khí thế luôn, cãi nhau hoành tráng luôn mà mình đừng có xuống nước đi. Mà mình người có lỗi á. Đó. Kể thử một cái nghe coi, xuống kiểu gì. Nên tội rồi vậy thôi. Anh phải chuẩn bị tinh thần chứ, hiểu không? Thôi mình nói là anh không cần phải chuẩn bị tinh thần, tại vì nếu như anh lấy em thì không cần phải nghĩ. Thôi mình chia tay đi Như nha. Sau này sau cuối mình ngồi chung với nhau nghe không? Ok vậy. Trời ơi, chưa gì cho bị đuổi rồi. Thôi anh Vinh ơi, anh đừng cái tò mò về cái chuyện tình cảm gia đình của người ta nữa. Giờ em hỏi chị chuyện khác nè. Chị, chuyện anh với chị á. Ủa nó khác quá hay. Khác. Cái này nó liên quan tới công việc. Chị với anh, giờ em là anh với chị. Dạ đúng. Thì không biết là hai vợ chồng cùng làm nghề với nhau, rồi anh thì đi diễn hài, rồi chị cũng vậy nữa, rồi công việc thì rất là nhiều, thì không biết là hai người dành thời gian để mà không nắm tình cảm hoặc là giống như là thông cảm, như là hiểu cho công việc của nhau như thế nào á. Cái may mắn là Lâm Vĩ Dạ và Hứa Vinh Đạt đều cùng nghề với nhau á, cho nên là rất là thông cảm và hiểu về công việc của nhau. Chứ nếu như mà một người phụ nữ làm, không phải nói gì chứ, nhưng mà người phụ nữ mà làm nghề mà đi sớm về khuya, mà nếu như ông xã không chung nghề thì khó lòng nào mà có thể thông cảm với nhau được. Còn mà nếu mà bận bịu quá thì vẫn bận cỡ nào bận vẫn có thể sắp xếp được thời gian để hai vợ chồng cùng con cái dắt nhau đi xem phim. Rồi mà thường ít khi nào mà hai vợ chồng đi riêng lắm. Tại vì khi mà đã có con rồi á, cái quan niệm là đi đâu là phải có con mới vui. Cho nên là ít khi nào mà đi đâu chơi riêng hai vợ chồng lắm. Cái bí quyết để cho hai người lúc nào cũng có cái tình cảm với nhau là bí quyết giữ lửa nó sẽ như thế nào? Trời ơi, nói về tiệc chiêu với chồng thật sự dở lắm nha, không có tiệc chiêu gì luôn. Vậy sao mình giữ được tới giờ? Mình có bao nhiêu là mình sống thật hết bấy nhiêu đó. Cái đó là thật lòng, cái đó là thật chiêu rồi. Đúng rồi. Chứ thật ra phụ nữ mà nếu mà tinh ranh quá thì thằng ông họ cũng sợ đúng không? Thì mấy cái vụ này á, tránh xa chị Khả Như ra nha, tinh ranh lắm. Tôi chưa bao giờ làm gì ai. Tôi chưa bao giờ giữ được một người đàn ông nào trong cuộc đời luôn á. Anh Vinh, em giữ thử đi. Anh Vinh là quen nhau 10 năm nay chưa bao giờ cua được một ngày nào luôn á. Em chưa làm được cái gì anh hết á. Em đã dụ được anh cái nón rồi đó, như em quên hả? Nhưng mà 10 năm quen nhau anh đã tặng em một cái nón rồi, em không nhớ à. Quý giá. Mẹ chị cũng muốn nói cái gì nữa. Nói nghe nè, tại sao bữa nay khách mời Lâm Vĩ Dạ vô làm gia đình chúng tôi xào xáo như thế nào? Ai biểu phải dịu dàng quá. Trong khi cô ấy đã có chồng và hai con. Không phải đâu, tại chỉ có nhiều thứ quá nên mọi người ganh tị á. Đặc biệt là chỉ có những thứ mà hai cô gái nhà này không có. Anh Trung ơi, anh Trung. Ủa anh Trung ơi, bây giờ em và chị Như có những cái mà chị Lâm Vĩ Dạ đâu có lấy cái gì lại vậy được. Em? Lấy lại được. Cái gì? Thanh xuân và sự tự do. Vĩ Dạ nè. Dạ. Bây giờ mình sẽ quay trở lại một cái vấn đề hết sức nghiêm túc nha. Không biết là có bao giờ Dạ với lại anh Đạt á ấp ủ một ước mơ là sau này hai vợ chồng sẽ cùng đứng trên một sân khấu, cùng làm live show riêng của hai vợ chồng. Thật sự chưa? 10 năm trời mới thấy anh Vinh có một câu hỏi hay. Dạ thật sự thì có.
có cái ấp ủ cái giấc mơ đó, bởi vì không phải nói gì riêng em, nhưng mà thật sự em cảm giác ai cũng khát khao được nổi tiếng á. Giờ nổi quá là muốn nổi hơn đó. Không phải, cho nên là muốn là đánh dấu một cái gì đó của hai vợ chồng đi làm nghề á, thì cũng muốn làm một cái live show mà có sự góp mặt của cả hai vợ chồng và tất cả các anh chị em đồng nghiệp. Và cái mơ ước lớn nhất của em đó là được biểu diễn trong live show của anh Hứa Minh Đạt và chị Lâm Mỹ Dạ. Chị anh Trung ơi, là mấy đứa chờ đi, chừng nào mà làm được sản xuất anh tổ chức sự kiện, anh làm live show cho Lâm Mỹ Dạ, Hứa Minh Đạt, anh xin mời hết mọi người vô tham gia nha. Em cứ mất thời gian đi, miễn phí nha em. Chị ơi, bây giờ em hỏi được chưa chị, kệ đi, hai người tâm sự riêng, họ quen nhau 10 năm rồi. Chị ơi, bây giờ nhà mình có hai em bé đúng không chị, thì anh chị có hướng cho hai em sẽ đi theo nghiệp nghệ thuật giống như là anh chị hay không? Bây giờ nó còn quá nhỏ để mình định hướng cho nó theo nghề gì, cho nên là nếu mà sau này con nó có cái ước mơ được làm nghề, nó yêu nghề thực sự và nó muốn làm nghề, thì mình sẽ không có ép mà mình sẽ giúp đỡ con nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ có bộc lộ không, hai bé nhà có bộc lộ năng khiếu hài hước như ba mẹ không, thì ba mẹ nói chuyện là thấy hài liền? Có, ở nhà làm trò quăng miếng tới tấp. Với lại mà coi ba mẹ diễn cái gì á là suốt ngày diễn lại giống vậy. Nhưng mà cả hai người luôn hay là sao? Dạ cả hai người, cả hai luôn. Năng khiếu vậy đó hả? Có nghĩa là Vĩ ở làm Vĩ Dạ coi như là được may mắn tiếp xúc rất nhiều nghệ sĩ hài nổi tiếng. Ai là người đã truyền kinh nghiệm nhiều nhất cho Lâm Vĩ Dạ để được có được thành công ngày hôm nay? Dạ thực sự thì em học được của mỗi anh chị á, thì em học được một chút chứ không có riêng ai cả. Dạ bởi vì đối với em, người anh chị lớn nào trong nghề cũng là một người thầy đối với em hết, cho nên là em học được cái gì thì em sẽ học. Chị có học ở đàn em không chị? Dạ. Chị có học ở đàn em không? Hả? Chị có học ở đàn em? Có chứ. À vậy rồi. Ai tốt là em học hết á. Đúng dạ. Rồi.